Các công tác chuẩn bị từ nhiều ngày qua, đến chiều nay tất cả các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lễ khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 đã thực hiện hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ tối nay tại kênh Thầy Cai, ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang đứng trước đường huyện 34, đường vào điểm khai mạc festival. Và hiện tại bây giờ các công tác chuẩn bị cho tổ chức lễ khai mạc vào tối nay cũng đã gần như hoàn tất. Từ việc chỉnh trang bộ mặt sáng xanh sạch đẹp cũng như các công tác bảo vệ tại khu vực này cũng đã được các ngành chức năng thực hiện rất là chu đáo. Và hiện tại là giao thông vào đường 34 cũng đã được các giao thông, các phương tiện di chuyển đưa đón đại biểu đã được chuyển đổi thành xe điện. Công tác tổ chức đặc biệt được tỉnh ủy rồi ủy ban dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện rất là chu đáo ngay từ ban đầu khi xây dựng kế hoạch, và đến thời điểm này thì có thể nói rằng là các cái hoạt động để chuẩn bị cho festival thì cơ bản đã đảm bảo đúng theo cái tiến độ được đề ra. Các cái hoạt động hưởng ứng, các cái hoạt động hỗ trợ, công tác phối hợp, rồi vấn đề về không gian, rồi bố trí sắp xếp để đảm bảo cái sự hài hòa đồng bộ, phát huy cái giá trị di sản bảo tồn cũng như làm cho du khách trong và ngoài tỉnh đến xem có thể hiểu được cái quy trình, cái giá trị truyền thống, cái lịch sử. Và qua đó thì tỉnh cũng mong muốn gửi cái thông điệp đến với người dân và du khách là Vĩnh Long sẽ phát huy cái tinh thần, những cái giá trị di sản đang có để mang đến một cái điểm mới hấp dẫn gắn kết với phát triển du lịch cũng như là phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại sân khấu nơi chuẩn bị diễn ra lễ khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh vào tối nay. Và nghe tôi là anh Hoàng Dũng, tổng đạo diễn của chương trình này. Chào anh, xin anh cho biết là tất cả các công tác chuẩn bị đến thời điểm này mình đã triển khai thực hiện như thế nào rồi? Hiện nay là không khí chuẩn bị đã bảo đảm đến 100% rồi. Và mọi thứ thì các bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra lại, kiểm soát mọi thứ về trật tự, về an toàn, về kỹ thuật. Thì không khí thì các anh chị em nghệ sĩ cũng rất là nô nức vì lần đầu tiên được biểu diễn trong một cái sân khấu gần như là thực cảnh tại cái kênh Thầy Cai này. Các bộ phận kỹ thuật thì trang trí mọi thứ cũng đang kiểm tra lại, mọi thứ đang sẵn sàng cho buổi tối hôm nay. Với sự chuẩn bị chu đáo và đầy trách nhiệm, tin rằng lễ khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 diễn ra tối nay tại kênh Thầy Cai, huyện Mang Thít sẽ thành công như mong đợi. Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 20 giờ tối nay và được tiếp sóng ở một số đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Mời quý khán giả quan tâm đón xem.